chủ đề về vận động hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu kiến thức. Bây giờ các em quan sát hình, các em thấy này, bộ xương và cái người này chắc em cũng biết ha. Gì bắp cơ của người này, Lý Đức này là cơ rất là to. Và các em còn nhớ hệ vận động thì gồm có cơ và xương, mà cơ thì thuộc hệ vận động, người ta gọi đó là cơ xương hay còn gọi là cơ vân. Gọi là cơ xương bởi vì cái cơ này nó bám vào xương như thế, do đó là cái cơ này nó co thì làm xương cử động. Và các em có biết rằng là cơ thể con người của chúng ta có khoảng là 600 các cơ khác nhau, và các cơ này nó tạo thành một cái hệ cơ. Tùy theo vị trí trên cơ thể và tùy chức năng nên cơ nó có những cái hình dạng khác nhau. Vậy thì cơ có tính chất gì và ý nghĩa ra sao? Chúng ta cùng tìm hiểu tiếp nội dung chủ đề hôm nay nhé. Chủ đề này chúng ta tìm hiểu về cấu tạo và tính chất của cơ. Tuy nhiên trong phần cấu tạo về cấu tạo của bắp cơ và tế bào cơ thì phần này các em sẽ tự đọc để hiểu kiến thức. Cô chỉ đề cập tới hai nội dung chính, đó là tính chất của cơ và ý nghĩa hoạt động co cơ. Ở phần một chúng ta tìm hiểu tính chất của cơ. Thì trước khi tìm hiểu tính chất, cô giới thiệu sơ phần mà các em phải tự đọc tìm hiểu, đó là về bắp cơ. Chúng ta thấy bắp cơ gồm có nhiều bắp cơ. Thì bắp cơ này thì có các tơ cơ. Trong tơ cơ này có tơ cơ dày và tơ cơ mảnh. Thì các em đọc thêm để hiểu rõ sâu hơn các phần khác nhé. Bây giờ các em quan sát cái thí nghiệm hình 9.2 hay là thí nghiệm của sự co cơ. Trong thí nghiệm này người ta sử dụng con ếch và đây là cái bó cơ ở chân của ếch, đây là cái cần ghi để tiến hành thí nghiệm. Và thí nghiệm thì chúng ta thấy khi mà có một cái kích thích, người ta kích thích vào dây thần kinh của ếch ngay chân ếch á, thì nó làm cho cái cơ bó cơ ở chân này nó co lên, tức là cơ co, thì cái cần ghi này nó dịch chuyển và sau đó cái cơ mà nó co giãn làm cho cái cần ghi nó kéo lên rồi nó hạ xuống và nó ghi trên vẽ ra được một cái đồ thị trên cái bảng đen. Thì đồ thị này cho chúng ta thấy đây được gọi là một nhịp co cơ. Một nhịp co cơ tức là có co và giãn như thế. Vậy chúng ta thấy kết luận khi mà bị kích thích thì cái cơ nó sẽ phản ứng bằng cách là co cơ. Vì sự co cơ nó là gì? Sự co cơ tức là khi cơ co thì cái tơ cơ mảnh nó sẽ xuyên vào vùng phân bố của tơ cơ dày, làm cho tế bào cơ ngắn lại. Thì dựa vào cái thí nghiệm này, chúng ta rút ra cho cô cái kết luận tính chất của cơ là gì? Các em tìm hiểu và nghe cô giới thiệu thì cũng rút ra được kết luận tính chất của cơ, đó là co và giãn. Đây là tính chất cơ bản của cơ ha. Tiếp theo cơ nó còn có tính chất gì nữa? Chúng ta tiếp tục. Các em theo dõi tiếp thí nghiệm thứ hai, đó là ngồi trên ghế để thòng chân xuống. Cái này các em có thể tự thí nghiệm ở nhà. Rồi lấy búa gõ vào xương bánh chè. Ở đây búa là các em lưu ý búa cao su là búa y tế nhé. Thì các em thấy có hiện tượng gì xảy ra khi gõ như vậy? Có hiện tượng gì các em? Hiện tượng đó là cái chân này nó đá về phía trước. Để tiếp tục, các em thấy rằng là đây là cái hình mô tả cái cơ chế phản xạ của đầu gối. Vậy thì dựa vào cái cơ chế phản xạ của đầu gối đó, em hãy giải thích cơ chế phản xạ của sự co cơ cho cô. Nhớ lại kiến thức về phản xạ, cung phản xạ rồi đúng không? Chúng ta trả lời như sau. Đó là khi mà có kích thích ở đây là cái búa gõ vào đầu gối đúng không? Thì cái cơ quan thụ cảm sẽ tiếp nhận và phát ra xung thần kinh. Thì xung thần kinh này sẽ đi theo dây neuron hay là dây thần kinh hướng tâm về trung ương thần kinh. Tại trung ương thần kinh này nó sẽ tiếp nhận thông tin và nhờ neuron trung gian nó sẽ đưa qua neuron ly tâm, tức là dây ly tâm truyền về cơ quan phản ứng. Cơ quan phản ứng lúc này cơ co tức rằng là cái chân mình có phản ứng đá về phía trước. Vậy qua thí nghiệm này chúng ta thấy rằng là cái sự co cơ là có gì? Có sự kích thích của môi trường và sự điều khiển của
chúng ta tiếp tục theo dõi. Tiếp tục các em quan sát hình và tự làm thí nghiệm nhé. Mỗi bạn tự làm thí nghiệm, co và duỗi cái cẳng tay, rồi trả lời câu hỏi giúp cô. Gập cẳng tay vào sát với cánh tay, em thấy bắp cơ ở trước cánh tay thay đổi như thế nào? Vì sao có sự thay đổi đó? Các em làm thử nhé. Khi mình gấp lại, rằng mỗi bạn đều thấy là có, giống như mình hay nói là con chuột đúng không? Tức là sao? Các em nhìn lên màn hình, khi gấp lại thì cái bắp cơ nó phần to lên, và khi không khi duỗi ra thì bắp cơ nhỏ lại. Tại vì sao vậy? Vì khi cơ co thì tơ cơ mảnh xuyên sâu vào vùng khung bố của tơ cơ, cơ dày làm cho tế bào cơ ngắn lại. Do đó cái bắp cơ nó ngắn lại và nó phình to lên. Và về mặt thể tích thì cơ thì nó không có thay đổi. Thì qua thí nghiệm này rút ra được cái tính chất của cơ co, đó là khi tơ cơ mảnh xuyên sâu vào vùng khung bố của tơ cơ dày thì làm cho tế bào cơ ngắn. Của cơ. Bây giờ các em rút ra kết luận và ghi vào vở nhé. Tính chất của cơ là co và giãn. Rồi sự co cơ là khi tơ cơ mảnh xuyên sâu vào vùng phân bố của tơ cơ dày làm cho tế bào cơ ngắn lại. Cơ co khi có kích thích của môi trường và chịu sự ảnh hưởng của hệ thần thần kinh. Các em tìm hiểu qua phần 2 La Mã ý nghĩa của hoạt động co cơ. Và các em xem hình lại một lần nữa. Đây là cơ hai đầu, hay còn gọi là cơ gấp. Còn đây là cơ ba đầu. Thì các em quan sát hình kết hợp với thông tin, các em phân tích cho cô, phân tích sự phối hợp hoạt động co giãn giữa cơ hai đầu và cơ ba đầu ở cánh tay. Chúng ta trả lời được rằng cơ hai đầu thì khi mà co như vậy, chúng ta thấy là nó sẽ kéo xương cẳng tay về phía trước. Còn cơ ba đầu sẽ kéo xương cánh tay về phía sau, tức là nó sát với người hơn. Đây là cái hoạt động co cơ. Và cơ co sẽ làm cho xương cử động dẫn tới sự vận động ở cánh tay. Thì trong sự vận động thì có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các cơ. Cơ này co thì cơ kia sẽ duỗi và ngược lại. Thì đây là các bạn thấy rằng gọi là cơ đối kháng, luôn luôn có sự phối hợp nhịp nhàng ha. Vì dựa vào kiến thức chúng ta vừa tìm hiểu, rút ra cho cô kết luận xem sự co cơ có tác dụng gì. Chúng ta thấy rằng là sự co cơ giúp cho cơ thể vận động, đúng không nào? Bởi vì các cơ vân này, khi mà nó bám vào xương qua cái khớp, các em nhìn thấy ha, qua khớp, thì khi mà cơ co thì xương nó cử động, đúng không? Thì giúp cho cơ thể vận động. Đây là cái ý nghĩa hoạt động của co cơ. Giống như là các em nhìn lên màn hình thì các em thấy tùy theo cái hoạt động mà cái việc co cơ nó khác nhau. Ví dụ như hít xà đơn thì chỉ có cái cơ ở lưng, cơ tay nó sẽ thay đổi. Còn đây là khi mình co lại, các em thấy là cái hoạt động co lên xuống thì cơ nó sẽ giúp cho cơ thể chúng ta vận động. Em rút ra kết luận về phần 2 La Mã ý nghĩa hoạt động co cơ. Cơ thường bám vào xương qua khớp nên khi cơ co sẽ làm xương cử động. Xương cử động thì giúp cho cơ thể vận động. Các em ghi kết quả này vào vở nhé. Các em vừa tìm hiểu xong kiến thức bài học hôm nay. Bây giờ cô có các câu hỏi kiểm tra đánh giá kiến thức của các em nhé. Câu số 1. Khi các em đi hoặc đứng, hãy để ý tìm hiểu xem có lúc nào cả cơ gấp và cơ duỗi cẳng chân cùng co không? Giải thích hiện tượng đó. Các bạn có đáp án chưa? Cô chúc mừng bạn nào có đáp án giống cô nhé. Khi đứng thì cả cơ gấp và cơ duỗi cẳng chân cùng co, nhưng không co tối đa nhé. Cả hai cơ đối kháng đều co tạo ra cái thế cân bằng để giữ cho cái hệ thống xương xương chân của chúng ta nó thẳng và để cho trọng tâm cơ thể rơi vào cái chân chân đế. Rồi câu hỏi số 2.
Có khi nào cả cơ gấp và cơ duỗi của một bộ phận cơ thể cùng co tối đa hoặc cùng duỗi tối đa không? Vì sao? À cô, chúc mừng bạn thấy rằng là không khi nào có cả cơ gấp và cơ duỗi của một bộ phận cơ thể cùng co tối đa được. À, bởi vì cơ gấp và cơ duỗi của một bộ phận cơ thể cùng duỗi tối đa khi các cơ này nó mất cái khả năng tiếp nhận kích thích thôi. Tức là lúc này nó không còn khả năng tiếp nhận kích thích nữa nên nó gây ra cái hiện tượng là cái cơ giãn hoàn toàn, tức là mất cái trương lực cơ. Thì trường hợp này trong trường hợp là những người bị bệnh tai biến, người bị bệnh liệt thì các em thấy cái tay của họ không có gì, không có tự động theo cái sự điều khiển được cơ, nó không phân. Câu hỏi. Cơ có hai tính chất cơ bản đó là gì? A. Co và giãn. B. Gấp và duỗi. C. Phồng và xẹp. Và D. Kéo và đẩy. À, chắc chắn các em trả lời đúng. Đó là vậy là cô tin hôm nay các em đã hiểu đầy đủ kiến thức trọng tâm trong bài học này. Các em nhớ viết bài đầy đủ nhé. Học bài và trả lời các câu hỏi cuối bài sách giáo khoa trang 33. Tìm hiểu trước bài 10. Bài học của chúng ta đến đây là hết. Cô chào tạm biệt các em và hẹn gặp lại các em trong bài tiếp theo. Bye bye.